nguyên thanh hoa, mà người bảo tiểu đồng mua cũng là một loại hoa tươi vậy, không phải đâu. Vậy thì là gì? Quý khách bóc ngài muốn mua về rồi. Trưởng công chúa lại muốn dùng bắp hoa cà. Ai vô, thưởng trà là một chuyện thanh nhã. Hoa tươi mặc dù không phải là lá trà, nhưng cũng khá tao nhã. Nhưng bắp này, Diệu Dương Phi xin đừng trách tiểu nữ thẳng thắn. Bắp này pha nước nóng thì có thể gọi là cháo bắp. Không phải trà đâu. Thầy, tổng cộng có 23 cặp mẹ chồng nàng dâu nghiên cứu tạo ra trà mới. Tiếp theo ba vị hồng nho chúng tôi sẽ làm giám khảo của vòng thi này. Không tệ, nghe nói ba vị hồng nho ngâm trà đảo nhiều năm nay. Quả thật là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí giám khảo. Đó là trà hoa kê quan, hoa màu gà mà chúng ta làm ra. Ba vị hồng nho nhất định phải cho chúng tôi bình luận tốt nha. Uống vào khô khan, vị đắng. Không có mùi thơm của trà mà có mùi tanh cỏ. Trà này thì lại thanh khẩu, thanh nhã, dễ chịu. Thơm dịu tinh khiết. Quá tốt rồi. Trà của chúng ta có được sự công nhận của hồng nho rồi. Trà này là nguyên liệu gì? Giá thành bao nhiêu? Là kim dân tử liên lan của Giang Nam. Theo tính toán một hũ chi phí 17 lượng. Đáng tiếc chi phí quá cao, trái ngược với kỳ gia. Giáp ngũ, kim ngân hoa sấy khô làm trà, chi phí thỏa đáng, mùi vị trong kẹo. Tạm liệt xuất sắc. Ất hai, hoa đào sấy khô làm trà, chi phí thỏa đáng, mùi vị thanh nhã. Tạm liệt xuất sắc. Hoa nhài sấy khô làm trà, chi phí thỏa đáng, mùi vị thơm đậm ngọt ngào. Minh tứ hoa hồng sấy khô làm trà, chi phí thỏa đáng, mùi vị thơm nồng ngọt thanh. Tạm liệt xuất sắc. Đáng ghét bọn họ vậy mà lại đều xuất sắc. Đặc biệt là lão thái bà quách quất này. Hổng cung nếu như thua bà ta. Thầy, đây là binh thập, loại trà cuối cùng rồi. Vĩnh An ơi Vĩnh An, trốn trong thâm cung, tốt biết bao. À tất khoe ra đây xấu mặt chứ. Cũng không biết Nguyễn Thanh là ý gì.
Hay để trưởng công chúa lần này bị xấu mặt. Ê. Cô, đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhưng hơn nữa chúng ta nhất định sẽ xếp hạng nhất. Đứa nhỏ Nguyễn Thanh này vậy mà lại có khí khái vậy. Dân ca, còn mình từ nhỏ thích cái mạnh. Nếu không có Diệu Nhi chen ngang, hai người chắc sẽ trở thành hảo hữu chí giao. Ba vị hồng nho này chắc cũng không ngờ tới. Đánh giá nhiều trà ngon như vậy, không ngờ cuối cùng lại là cháo ngô kết thúc. Nguyên liệu của trà này chắc không phải hoa tươi phẩm sư phụ, quả thật không phải hoa tươi. Phẩm sư phụ quả thật không phải hoa tươi mà là ngô không đúng. Bên trên viết là rau ngô, vậy mà là rau bánh thập rau ngô chế giá thành rẻ, mùi vị ngọt, hương thơm tỏa khắp mũi, tính là chiến thắng. Cái gì? Tốt, Nguyễn Thanh chúng ta thắng thật rồi. Hơn nữa, trà này trong số các loại trà chiến thắng. Xếp hạng nhất. Hả? Hả? Thật sự xếp nhất. Thế nào cô? Ta không lừa ngươi chứ. Xin hỏi ba vị hồng nho ngô này, rau ngô thật sự nổi bật như vậy sao? Sao lại là xếp hạng nhất? Trà rau ngô này là trưởng công chúa và Diệu Dương Khuy Đương Kiều làm ra. Không lẽ ba vị hồng nho bị quyền thế của bọn họ khống chế cho nên mới. Đúng vậy. Làm càng. Ba lão hủ sao lại là kẻ sẽ bị quyền thế khống chế? Vậy rốt cuộc tại sao mà rau ngô lại này lại xếp hạng nhất? Ba vị hồng nho giải thích đi. Không phải không giải thích được chứ. Các ngươi vô tri. Một đám điêu dân lại dám nghi ngờ ba vị hồng nho, muốn chết. Bổn cung. Cô, để cho ta. Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.